Dạ con xin chào chú Huỳnh. Thì bây giờ con đã soạn cái đơn hàng cho chú gồm 4 cây bông trang. Thì hiện tại con đã soạn được 3 cây là cây trang đỏ nhung, cây trang đỏ nhung 1 cốt, một cây trang vàng cái màu hoa ảnh lan lan màu cam, dạ màu cam nha chú, và một cây trang đỏ. Hiện tại đây là con đã soạn được 3 cây, còn một cây cẩm thạch là còn ở dưới đất, thì bây giờ con sẽ bứng lên. Và trước khi gửi thì con gửi cho chú một lần nữa cho chú xem. Bây giờ là con mới chuẩn bị đơn hàng 4 cây. Hiện tại con đã soạn được 3 cây. Con cảm ơn chú đã tin tưởng mua hàng và đặt cọc bên con. Chúc chú là sức khỏe.